Không bao giờ mà kêu ông Pate qua đúng giờ hết. Trời ơi, quay clip mà ngủ lên ngủ xuống. Trời. Ba hồn chính vía Pate xuất hiện. Ba hồn chính vía Pate xuất hiện. Ba hồn chính vía Pate xuất hiện. Người ta nè, thấy chưa? Trễ giờ là có lý do. Nãy giờ em mới giờ rồi. Ủa trễ hả? Mới trễ có 1 tiếng à. Không, nhưng mà trễ là em ngủ thì có 1 giấc. Người ta trễ là người ta mua quà. Đáng lẽ là sẽ bị ăn một cái tán sắc mặt luôn á. Sao nhưng mà tại vì có cái hộp mà xanh nước biển cho nên tha. Rồi thôi, về đi. Không, tự nhiên. Có cái này để quay clip rồi. Không, được rồi, anh phải vô anh chứng kiến mở quà chứ. Mở quà? Ừ. Trong đây là gì? Trong đây là gì? Hay là toàn phải bất ngờ rồi đã, bất ngờ. Nhắm bất ngờ phải không? Phải nhắm mắt lại thôi, tự mở mắt ra nó mới bất ngờ, đúng không? Anh tặng em một bầu trời xanh lè. Cái gì vậy trời, lộn rồi. Bộ kit 55. Hello. Hello, chào cả bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với này nè kia. Hôm nay thì bạn Pate của chúng ta có một chút lòng thành nho nhỏ gửi đến đại gia đình nể nịch kích của chúng ta, là một bộ kit làm slam đến từ Piggy Slam. Theo như được biết thì shop này là cái store slam là ở quận nhất. Và cái lý do trễ giờ của bạn Pate là phi ra quận nhất mua bộ kit làm slam tặng Nhi. Vất vả. Thật là tuyệt vời. Thật ra hồi nãy cái lúc mà giải lao á thì ổng có nói với tôi á là tại vì ổng không biết làm cho nên ổng mới mua ổng tặng tôi. Chứ lúc đầu ổng tự mua tặng bản thân ổng. Ổng không biết là ổng mới đem qua đây. Tính là không qua đây luôn đó. Rồi lấy lý do trễ hẹn. Thôi không có đâu, người ta có chân thành, lòng thành đây. Lòng thành đây là một chai keo. Chứ keo trăm. Không, cái này là đục. Cái này là dung dịch làm đông. Đó, có tặng luôn cái này nữa. Cái này là charm. Có charm kim tuyến nè. Ủa? Cái này là mặt trăng. Còn cái này là cái gì là không biết luôn nè. Đó, tiếng Nhật, tiếng gì không nè. Cái này là đất sét Nhật chứ cái gì. Ai biết cái này bình thường là để làm border slam á. Nhưng mà ở đây thì keo trong. Vậy là làm slam trắng xong rồi cho cái bộ đất sét này lên. Vậy là cái bộ này là sét làm border slam. Nhưng mà phải hướng dẫn này. Hoặc là slumber. Chứ không biết chơi mấy này đâu á. Em đi hên xui thôi. Tặng luôn cái muỗng đó nè. Cái này là trong bộ kit luôn chứ tặng gì. Ờ thì đó. Cái này là làm theo bản năng thôi. Rồi. Rồi bây giờ Nhi sẽ làm. Dắt ra, bắt đầu làm thôi. Và bây giờ thì chúng ta đã có thầy giáo. Ủa, cô giáo Nhi. Có cô giáo, bây giờ bạn chỉ bỏ cái này ra. Nhi sẽ hướng dẫn cho bạn Thành chơi chứ Nhi không chơi nữa. Tại vì Nhi cũng không biết chơi. Cô giáo gì? Biết hơi hơi. Rồi. Chế vào. Chế hết luôn hả? Ít thôi. Vừa phải chứ nhập chứ nhận nhỏ. Ok. Thơm hóa. Ngon chua. Chua đúng không? Chua chứ phải ngọt nha. Chua. Ê, ê, ê. Đó. Bây giờ Nhi sẽ cho dung dịch làm đông vô để khuấy vô slam đều. Cầm thẳng cái muỗng trên tay đi, em cho okay. Vô là khuấy liền nha. Khuấy càng nhanh càng đều. Ok. Cái gì chứ? Rồi khuấy. Ủa, cái màu trắng này là cái gì vậy em? Cái này là kiểu như là một cái keo trong vậy đó. Giống như là thay vì anh làm bằng keo sữa thì cái này người ta có bỏ hương liệu vô rồi có màu khác vô. Có khi là màu nhũ nữa nhưng mà em thấy màu cũng đẹp. Hình như ổng không biết làm sao cho nên ổng chọn màu trắng đó. Chứ người ta có màu xanh, đỏ, tím, vàng, kim tuyến thì cái đẹp lắm. Bà chọn màu trắng thì gớm. Nhờ hơn là có cái đất sét này cuốn lại chứ còn không là thôi dẹp. Màu trắng đó, nó thể hiện cái sự trong trắng. Trong trắng. Nó là trong trắng. Anh phải khuấy tới khi nào mà anh chạm cho nó không dính nữa. Lúc đó là mới ok. Nhưng mà mấy cái nó bị dính ra mấy cái thành của cái hộp, cái tô này. Đâu sao đâu, khi mà bắt đầu nó không dính rồi thì nó sẽ tự rớt xuống. Ok. Trời ơi, cái mùi thơm quá. Rất là thơm luôn á. Bao thơm luôn. Ai mà ở đây thì có thể ngửi được cái mùi này mà không thể ai, chịu ai ngửi được không? Đó, ai ngửi được không? Ờ, chắc ngửi được. Mốt đợi khoảng cho phải miếng đi. Đợi khoảng 5.000 năm nữa là sẽ có cái camera mà thu mùi luôn á. 5.000 năm nữa ha. Lúc đó là đời cháu chắc luôn. Đời cháu chắc. Thêm miếng. Quá. Không quá. Xíu à. Để lại đi. Ôi cái này là chắc chơi được rất là nhiều cục luôn á. Tầm 2-3 cục gì đó. Hai chai quá trời luôn nè.
Cái này thì mình xài ít thôi, chứ bên đây là mình phải xài nhiều mới có cục lăn được. Sao đứng cao dữ vậy trời? Mới có lực. Mỗi lần đứng lên là có lực có thế rồi đúng không? Ừ, rất thế, rất là thế. Công nhận như nhiều cái ghê thiệt. Đúng là cô giáo. Trời má, nói chuyện cô giáo nghe ghê quá. Còn dính nè. Rồi, tới anh, tới anh. Anh phải đi, anh phải đi. Khoái đến chừng nào mà nó thành cục cục đúng không? Đúng rồi, cho nó thành một cái cục slam ra luôn á. Phải cho thêm một miếng nữa. Phải cho thêm một miếng trắng trắng này đúng không? Cái này là ba. À. Cái này như vậy làm đông nè. Chứ như làm đông là... Phay tiếp. Chứ như làm đông là... Làm cho nó cứng lại. Nó có nguyên liệu gì trong? Sao hỏi em? Đừng hỏi em, đừng hỏi em. Ai biết đâu thì cái gì khách bác thì hỏi cô giáo chứ. Phải, cô giáo cũng đang là thực tập. Cô giáo thực tập. Cô giáo thực tập đúng không? Chuẩn bị tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp. Chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Nó đang là đông thành cục vậy nè. Okay. Đang cứng lại từ từ, bây giờ anh phải khuấy lên. Phải thêm xíu. Khuấy cho mua vàng nỗi nhớ. Ê, cho thấy nó cứng cứng lên nè. Em quý, càng cứng càng tốt. Ok, cứng như đất sét luôn nha. Trong lúc gì đang đi đâu rồi? Phải đứng lên thì nó mới có thế được. Giờ hết mình luôn các bạn ơi. Sắp thành cục rồi đó. Hay quá em ơi. Cô làm hành động gì vậy? Cô đi mới có mấy giây mà uống được thuốc lắc luôn hả? Trời ơi, nó sắp thành cục rồi này các bạn ơi. Hay còn quá. Còn dính không? Còn dính không? Sắp tốt nghiệp được rồi. Sắp tốt nghiệp à, còn hơi dính. Sắp tốt nghiệp được rồi các bạn. Cũng không dính gì mấy. Sẻ luôn rồi thấy chưa? Tôi nhận mặt nha. Gì vậy? Còn hơn là bánh bao bánh mì. Nhìn ghê quá. Sao phải kiểu đưa xuống như vậy? Ta coi coi còn dính hay không? Má tôi cứ ngồi không biết làm cái chuyện gì luôn á. Còn dính đúng không? Sắp rồi đúng không? Sắp rồi. Sắp rồi, sắp rồi. Thôi miếng nữa là cứng luôn á, cứng nhắc á. Thành đá luôn hả? Cứng nhắc thiệt á. Thôi thử đổ cho thành cục nước đá luôn. Muốn không? Thôi. Công sức nãy giờ, công sức nãy giờ đúng mỗi tay. Ai biểu quậy. Được rồi. Cho cứng nhắc luôn. Cho cứng nhắc luôn đó thấy không. Đây, xài gần nửa chai này rồi mà xài có mấy giọt nè. Đây, nó cứng cứng rồi nè. Còn dính không? Hơi dính dính chút hả? Hơi dính dính rồi nè. Để quay chút nữa. Cho anh. Bà quay cái kiểu gì cũng như không à. Cái này là bà xay cục slime nhưng mà có khuấy miếng lime rồi nào. Cũng dính rồi đó. Cũng sắp hết dính. Để coi. Đúng không? Được rồi nè. Hơi dính thôi bây giờ. Anh phải đổ ra anh chơi chứ. À. Rồi rất là hay luôn, giống như ảo thuật vậy. Từ một cái nước bọt mà thành cục này. Cái cục slime. Anh lấy cái cục mà anh thiếu cái từ khác rồi từ. Nó sẽ khác liền đây. Okay, cái cục đó là borax của cái gói bột mà khi mình mua người ta tặng. Bây giờ chơi đi, bớt đi. Trời ơi. Đã thì đâu. Nhưng mà nó còn dính xíu á. Anh phải chơi nhanh nhanh và liên tục lên. Chơi liên tục chứ. Thôi. Vậy sẽ khui cái đất sét ra. Này, nó nguyên cục. Nếu mà làm nhiều slime hoặc là làm hết cái chai này thì Nhi sẽ chơi được hết cục. Còn bây giờ Nhi chỉ chơi 1/3 cục thôi. Đây là đất sét nè. Mà ở trong cái set slime này thì nó có màu xanh lá cây, slime màu trắng, cho nên là pha với màu này có cách nào mà nó không dính luôn không? Nó không có mùi luôn á. Không nó, anh phải chơi từ từ nó mới không dính, chứ không thể nào mà làm ra là không dính liền được. Ok. Còn hơn người cao su. Còn hơn người cao su kẹo dẻo. Nhưng mà không sao. Anh nhớ càng chơi càng dính hay sao? À, tự nhiên hay là không, anh không có chơi, không có cái borax gì. Cái borax. Cái phát âm mày là thành cái borax luôn. Cái borax. Ok. Nè, nó gì nè, đó. Nhưng mà nó còn... Bỏ xuống. Vì như sẽ bẻ cái miếng này ra. Đó, cứ như các động lực vậy đó, nhưng mà nó cứng hơn. Như sẽ làm butter slam. Ê, em giúp anh con. Giúp anh là em bấy em anh luôn á. Bây giờ chơi nè. Trời, ta tui rồi đó. Ta tui rồi đó. Từ từ bình tĩnh nè. Em gõ nè, nó vẫn ra thôi. Nè, em gõ
tiên. Học sinh học ngày đầu tiên và cô giáo sắp ra trường. Nó như nhau vậy. Khác chút chứ. Khác chút chứ được. Dính hoa. Oh, rồi xong. Này giống người nhà vậy. Ông chéo chéo mà hồi lại nhà đó. Ra rồi. Đói quá. Rồi giờ bỏ cục nước sáng đó vô đi. Ok. Hay là tại vì anh không có thấm cái miếng borash. Sao ông cứ borash đó hoài. Borash. Cái này có ít quá không ta? Cái này là miếng xốp nè. Cái này là đất sét. Là nó thành cái nào đó luôn đúng không? Đúng rồi, mà nó sẽ làm cho cục lam kiểu nhẹ hơn. Với lại chơi đã hơn. Nhìn như sẽ cho thêm miếng nữa nó mới xốp. Bây giờ là chính thức chơi nửa cục đất sét luôn. Ồ, có nhìn như các động lực vậy. Đây. Thắp vô. Điểm nó vào. Điểm. Kéo nó ra cho nó vô lại. Trời ơi. Học cục là lẻ đi vô. Nhi đã từng làm butter slam rồi, nhưng mà lúc đó là đất sét Hàn Quốc. Còn bây giờ là đất sét Nhật. Với lại làm slam nó được nhiều hơn, chứ không phải là làm những muỗng nhỏ như đó nữa. Đất sét Nhật Bản. Nhật Bản. Nhi là trong cái clip này Nhi là lần đầu tiên làm butter slam. Quá hay. Mới đầu là hướng dẫn Thành làm butter slam thôi, nhưng mà bây giờ đã trở thành Nhi tự làm luôn rồi. Nó đỡ dính hơn rồi nè. Nó thành màu xanh lá cây luôn rồi. Nó thành màu xanh lá cây rồi đó. Em nghĩ là nên cho hết cái cục đất sét vô luôn. Cho hết luôn hả? Ừ. Chơi không? Chơi luôn. Rồi anh nhúng vô luôn nha. Nhúng vô chứ. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc lịch sử. Đủ rồi. Không? Đủ không? Dư luôn. Dư luôn hả? Cái nó tiệt xốp butter slam mà. Phải hả? Trời. Trời ơi. Tôi nhòi dữ lắm. Chị da nhà bộ của nội nực kích đó má. Ok. Ok. Anh động gì đó. Có khi nhiều. Ông quá. Ông nhòi mà rớt bà nó cái miếng đất sét thôi. Có khi nhiều quá là nó xúc ra luôn không? Xúc cái tay ông trước. Chưa gì chưa. Rồi cái tay ổng kìa. Nhìn nó giống như cái cục kem quá à. Hay là nó vẫn còn dính quá ta. Giờ sẽ tiếp tục hút phiên bản đặc biệt. Suốt ngày có một câu phiên bản đặc biệt nó hoài. Rồi. Cho miếng nước này coi. Cái đó là borax mà. Borax. Borax đi. Borax. Borax. À. Đây nó hết dính rồi nè. Bây giờ Nhi sẽ cho thiệt là nhiều dung dịch làm đông vô đây. Không biết là nó còn có tác dụng gì nữa không. Chứ hồi nãy lúc slime không để mà bây giờ bỏ đất sét vô mới để. Đó. Nước ngập bờ đê luôn. Ngồi giờ giống như lột da vậy. Nghe ghê quá bà. Trời mát thơm quá à. Trời nửa cục rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Hậu quả của việc bỏ quá nhiều borax vào cục slime. Đây. Bây giờ nó đã bở đúng chất slime của Nhi Nguyễn luôn. Hai tay em bây giờ nó thành rồi đó, cho nên là nó hết dính rồi nè. Mình sẽ để vô lại, kéo slime ra à, nó bị bở nè, thấy không? Hay là tại mình cho đứt sét nhiều quá? Không phải là cho đứt sét nhiều thì nó chỉ xốp slime thôi, nó còn im hơn. Chỉ có cái là em cho cái dung dịch làm đông nó nhiều á. Lần nào cũng vậy chứ á. Cứ nhìn thấy slime nó dính dính cái cho một đống dung dịch làm đông vô, rốt cuộc nó ra cái cục cái gớm. Bởi vì slime gớm nhất. Sắp tốt nghiệp mà. Gớm nhất hệ mặt trời. Sắp tốt nghiệp nó từ từ. Đó. Bây giờ nó thành cục nước sét luôn chứ không phải cục slime. À dạ xong rồi hả? Em bực bội quá em cho charm vô luôn. Mấy cục nước sét này có màu khác không? Có rất là nhiều màu. N màu khác nhau. Những vì sao tinh tú trên trời. Trên trời được. Rớt xuống. Cái tôi sẽ kéo ra, ông Vĩnh này rồi, ông Vĩnh này rồi. Ông cũng như không à. Nó banh rồi. Nó bở luôn rồi. Ghê quá. Đây. Thưa các bạn. Thưa các bạn. Sau 7749 ngày tu luyện thì cục butter slam của chúng ta nó đã dẻo, đạt chuẩn butter slam thế giới.
Bây giờ Nhi sẽ kéo Thành. Nhi chơi. Cái này Thành tặng Nhi, Nhi chơi. Oh đùa. Oh yeah. Trời nó nghe giống bóc, như bóc bóng luôn á. Bóc bóc. Rất là giống bóng. Nè 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 nè. Có cái bóng bóng. Nói lỡ hả? Hay đặt san hô. Cái này là mặt mụn thì có. Mặt mụn. Đảo san hô. Đúng sẽ giống san hô luôn á, màu xanh lá cây luôn. Đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ nè. Giống cái áo hơn à. Một cái áo vest. Tạo hình đi em, tạo hình đi. Để em tạo hình đấy. Butter slam thơm hoa. Rất là thơm luôn. Đó. Dấu cộng, ngã tư đường tình, ngã tư đường đây tình. Đây là ngã tư đường tình. Bây giờ mình sẽ cuốn gỏi. Không, này là cái... Bánh tét, bánh chưng. À, bánh chưng. Bánh chưng. À, cục kít. Nhây. Đó. Bây giờ sẽ tới màn kéo mì. Tụi mình sẽ thi nhau kéo coi cái cục mì nào đều và đẹp hơn. Ok. Mì này là mì có phẩm màu. Cái này giống như kẹo gì đó em. Kẹo kéo. Kẹo gì mà hay giống như một cái... Kẹo kéo, kẹo chỉ. Đúng rồi. Đó, vậy nên kéo kẹo. Bán cho mấy cây đi. Cây 50 đi. Ôi, cây 50 luôn. Kẹo này là kích, phải mắc. Đó. Nấu đầu vuốt lên cái cây, vuốt lên cái cây kéo kẹo ra. Chơi mà, suy sụp luôn. Kẹo vừa phải thôi. Thôi, đủ rồi. Rất là đều luôn, Nhi làm rất là đẹp. Rất là đều, bây giờ Nhi sẽ kéo chỗ này ra, chỗ này nó lại yên. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, đều đây, đây. Đây, đây là cái cục slam của Nhi. Đều và đẹp. Cục mì của Nhi. Bây giờ là mời bạn Thành. Đừng có giỡn mặt cái tài nghệ làm mì của tôi nha. Cái gì? Mỏi tay á má. Đó, các bạn có thấy không? Mì gì mà có cục cải này đâu. Con mẹ. Rồi, nó dặn này nó búng vào cái máy quay một cái là ngồi cốc luôn. Không có điêu luyện, không có chuyên nghiệp. Con mẹ kìa. Tao nói nhiều cho cái não anh ơi. Thôi làm lại mày của tôi. Tội quay. Tại anh kéo lại được rồi. Kéo sao đó, kéo đi. Trời ơi, dài quá luôn mày em. Con mẹ kìa. Người vậy đó mà cao, trồng ngông. Mỗi lần kéo đồ cũng thấy được. Sợ ăn cục chỏ luôn á. Mì này mì xài phở gì bự dữ. Này bánh bún. Này là phở thì có. Bún. Hồi nãy tôi là mì da chiền. Này là bún nha các bạn. Trời đẹp ghê chưa. Bảy sắc cầu vồng. Không hiểu sao nhìn cái này mà nó bảy sắc cầu vồng. Bún bò Huệ. Đó. Bún gì Huệ. Khuyến mãi thêm cục cải nè các bạn thấy không. Đừng có giỡn với tôi nha. Cứ tiếp tục kéo. Vẫn chưa kéo xong. Cô giáo ngồi đây chút kêu chứ. Đó. Trời đẹp ghê không các bạn. Rồi. Vâng thưa các bạn, sau 749 năm tu luyện thì hai cô trò là Nhi. Hai cô trò Nhi làm slam với lại bạn Thành Pate BD đã hoàn thành xong cái cục mì màu xanh lè này rồi. Và tụi mình cũng đã kết hợp với Nhi luôn mà. Ừ. Muốn dùng nữa không? Rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng có like, share, like, đăng ký kênh để theo dõi video mới hơn nữa nha. Bye bye.